là khi mà chúng ta tối ưu sao cho website thì quảng cáo của chúng ta cũng hiệu quả hơn. Nếu chúng ta chạy quảng cáo thì quảng cáo cũng hiệu quả hơn. Đó, vì sao lại như vậy? Bởi vì là trải nghiệm trang đích tốt hơn thì điểm chất lượng tốt hơn, khách trở lại lâu hơn, khách mua cũng nhiều hơn, tăng tỷ lệ chuyển đổi hơn đấy. Đó, rồi điểm chất lượng mà cao thì giá tiền quảng cáo sẽ giảm hơn. Như vậy kể cả chúng ta có tư duy rằng là tôi sẵn sàng trả tiền quảng cáo cho nó nhanh thì trong trường hợp đó thì chúng ta vẫn phải sell website. Được chưa? Tiếp tục là giúp cho website chúng ta tốt hơn. Khi mà chúng ta hiểu về sell nghĩa là chúng ta hiểu những cái cách để mà giúp cho website chúng ta tốt hơn. À, website chúng ta tốt hơn thì chúng ta sẽ được những cái lợi về trải nghiệm trang đích, à, nhận diện thương hiệu tốt hơn, vân vân. Đấy, thì chính cái yêu cầu của Google làm cho chúng ta trở nên chuyên nghiệp hơn. Đấy, và cái yêu cầu đó là những yêu cầu nào thì lát nữa chúng ta sẽ được học. Đấy, tiết kiệm chi phí quảng cáo hơn, giúp website lên top Google bền vững và miễn phí. Đối với lại Google Ads thì chúng ta phải mất tiền đúng không? À, khi chúng ta không trả tiền nữa thì không lên top nữa. Đấy, nhưng ở đây thì khác. Ở đây thì khác. Khi mà chúng ta dùng Google, đấy, khi chúng ta dùng Google SEO thì chúng ta sẽ được lên top một cách lâu dài, bền vững. Được chưa? Đấy, rồi bây giờ chúng ta sẽ trải nghiệm một chút cái này nhé. Trước khi mà Nam trình bày cho các bạn về những cái cách mà Nam SEO thì Nam cũng xin giới thiệu các bạn một cái tài liệu thông qua đây để cho các bạn hiểu rằng là Nam cũng đã tham khảo những cái công cụ, những cái bài viết của Google. Google thật ra là vừa là đưa ra những cái thuật toán để mà sắp xếp thứ hạng cho các website. Thì ngoài ra thì Google cũng dạy cho chúng ta SEO. Đó, những ai mà chịu khó đọc tài liệu thì Google cũng có những cái tài liệu nhất định. Tất nhiên là đọc những tài liệu này nó rất là nó hơi khó hiểu đối với một số người. Đó, nói chung là nó hơi khó hiểu và do vậy thì chúng ta sẽ cần đến những cái buổi mà có những người như là Nam đây hay là một số những người khác, người ta có làm, có đọc, có nghiên cứu để rồi người ta có những cách chia sẻ dễ hiểu hơn những cái của Google. Đấy, thì thông qua đây thì Nam cũng sẽ chia sẻ với các bạn như vậy. Thì thông qua đây thì bây giờ đến cái đoạn này thì Nam sẽ hướng dẫn cho các anh chị em. Đấy, và có cần giới thiệu về chương trình Nam một chút không các anh chị em nhỉ? Có cần giới thiệu về chương trình Nam một chút không ạ? Có Nam nghĩ là để mà Nam có quyền được nói cũng như là các anh chị em yên tâm khi mà nghe Nam nói về chủ đề này, vì sợ rằng là ai biết rằng Nam có cái năng lực gì không hay gì đó mà anh nói về chủ đề này, thì trước mắt này Nam xin tự giới thiệu, Nam là Trương Đình Nam, quê Thanh Hóa, sống tại Hà Nội, sinh năm 88, từng sống tại Hồ Chí Minh tại Viện Đào tạo Bách Khoa, cũng có kinh nghiệm đào tạo. Ngoài ra thì Nam tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Hà Nội, làm việc tại FPT Telecom 1 năm 3 tháng vào dịp là 2010 2011, đã từng làm việc tại Nissan Hà Đông. Làm việc với nhân viên bán hàng nhé, nhân viên bán hàng tại Nissan Hà Đông, lúc đó là Nam bán ô tô Nissan, Nam kinh doanh camera thiết bị định vị, đã từng thành lập công ty INF Việt Nam từ năm 2016 cho đến nay. Đó, Nam khi có những cái bí quyết nào đó thì Nam rất là muốn chia sẻ cho mọi người, vì Nam cũng theo Phật giáo và cũng thấm nhuần một cái tư tưởng là khi những điều tốt đẹp đến với mình thì mình sẽ mang những điều tốt đẹp đó đến với những người khác. Đấy, rồi Nam cũng là chủ sở hữu kênh YouTube Trình Nam với hơn 60.000 người đăng ký rồi. Nam cũng là sở hữu của blog là Trình Nam.com. Nam cũng đang là cố vấn marketing cho một số doanh nghiệp hiện nay. Đó, có cả doanh nghiệp lớn, cả doanh nghiệp vừa và đa số là các doanh nghiệp nhỏ. Đây doanh nghiệp nhỏ thì Nam sẽ làm các dịch vụ cho họ, bao gồm có là thiết kế website, SEO website, quảng cáo Google, tư vấn bán hàng, chia sẻ và đào tạo cho các công ty mà có nhu cầu là thuê Nam đến để chia sẻ với họ về cách bán hàng cũng như là cách marketing online. Đấy thì sơ qua một chút về Trương Nghệ Nam như vậy. Thì cái như thế nào đó thì cũng Nam nghĩ là bản thân Nam thì cũng không quan trọng lắm, mà những cái gì mà Nam chia sẻ, Nam giúp ích cho mọi người, điều đó thì quan trọng hơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào trực tiếp nhé. Chúng ta sẽ đi vào chương trình chính của chúng ta. Chúng ta cần phải hiểu là
Trước khi mà đến đi vào chi tiết hơn thì Nam cũng xin giới thiệu qua một chút. Nội dung của chúng ta sẽ có hai nội dung. Thứ nhất là về SEO website, và thứ hai là về quảng cáo Google. À, một số các anh chị em nói là nhỏ quá. Các anh chị em còn lại có cảm thấy nhỏ không ạ? Các anh chị em có cảm thấy nhỏ không ạ? Có anh chị em nào cảm thấy nhỏ không? À, tiếng nhỏ. À, các anh chị em cảm thấy tiếng nhỏ đúng không ạ? À, có người thì bảo là quá rõ, có người thì bảo là nhỏ. Tăng âm lượng lên tí. Thực tế là lâu nay Nam vẫn đang dùng cái âm lượng như thế này. Để Nam bỏ cái lọc này ra nhé. Bảng hơi nhỏ. Bảng hơi nhỏ, vừa rồi à? Nghe rất tốt, nghe rõ lắm. Đấy, Nam thấy là mọi người kêu nghe rõ lắm mà. Nghe rõ lắm. Rồi, cái bảng hơi nhỏ, đúng rồi, các anh chị em nói đúng rồi đấy. Nhưng mà thật ra Nam đang muốn chiếu hai cái dòng này. Đó là nội dung chúng ta sẽ có buổi hôm nay và buổi ngày mai. Thì buổi ngày mai ai mà quan tâm đến quảng cáo Google thì nhớ là cũng 19h30 ngày mai nhé. Hiện tại thì vẫn một số anh chị em nói là nhỏ. Sao đến giờ mà còn nhỏ nhỉ? Lỗi bên kia à, có nghĩa là lỗi cho các bạn có thể mở mic to lên nhá. Mở loa to lên mà nghe được nhá. Đấy. Nghe rõ mà thầy, ok nhá. Như vậy là chúng ta sẽ điều chỉnh ở phía chúng ta thôi nhá. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái mối quan hệ giữa Google, người dùng và chủ website. Thì hiện tại chúng ta có ba cái đối tượng đúng không ạ? Người tìm kiếm là chính là chúng ta, ví dụ như là khách hàng của chúng ta hoặc là chúng ta cứ hàng ngày thì chúng ta vào Google tìm kiếm những cái điều gì đó. Đấy, chúng ta sẽ vào Google tìm kiếm những điều gì đó và chúng ta có thể chọn những kết quả tìm kiếm nào đó, như là vân 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 đúng không ạ? Thì những cái như vậy thì chúng ta đang đóng cái vai đó là người tìm kiếm, nhưng mà chúng ta cũng là một chủ website. Do vậy thì chúng ta sẽ là người mà cũng là người mà đang cung cấp nội dung. Như vậy chúng ta vừa là người xem vừa là người cung cấp nội dung. Được chưa? Còn phía Google, Google sẽ phải đảm bảo những cái việc là liên quan đến lợi ích của Google. Được chưa? Về phía chúng ta thì cái người tìm kiếm ấy, cái lợi ích của người tìm kiếm thì người đấy muốn rằng là mình phải tìm được những thứ mình cần. Đó là điều đương nhiên rồi, đúng không? Người tìm kiếm thì mong muốn như vậy. Thứ hai là đối với Google thì Google muốn làm hài lòng người tìm kiếm. À, tức là gì? Google sẽ muốn là người tìm kiếm phải tìm được cái thứ mà họ cần. Đấy nhá. Đấy là cái vai trò của Google, là họ phải đóng cái vai đó. Và ngoài ra thì Google cũng muốn kiếm được tiền. À, Google cũng phải muốn kiếm được tiền nhá. Thì tức là nếu bây giờ trong quá trình hoạt động Google vừa phục vụ như ông này mà Google không kiếm được tiền thì chắc là Google cũng không không để cho Google tồn tại làm gì cả. Đấy, Google sẽ cần đến tiền. Và chủ website thì sao? Chủ website như chúng ta thì để mong muốn được lên top. Đấy, và cách như thế nào để được lên top thì chính là cái điều mà hôm nay và ngày mai chúng ta sẽ học. Đối với lại cách làm hài lòng người tìm kiếm thì trước đây Google nó sẽ làm như thế nào? Trước đây thì Google sẽ sử dụng những cái thuật toán cũ. Đó là Google ưu tiên những kết quả tìm kiếm mà được tối ưu SEO. Đấy, thì tức là những ai mà có những cái thủ thuật SEO nào đó lồng ghép vào cái bài viết của mình hay là website của mình. Đấy, thì nó sẽ được lên top. À, mặc dù là chất lượng nó cũng không được tốt đâu, nhưng mà có những thủ thuật nghệ thuật thì vẫn được lên top. Đấy. Đấy. Còn lại là với những người mà kể cả là nội dung có tốt đi chăng nữa nhưng mà không biết cách tối ưu SEO thì cũng không lên top. Còn ngày nay khi mà cái thuật toán Google đã thay đổi rồi thì chúng ta hiểu rằng là chúng ta đã có một cơ hội rất tốt, đó là cái công bằng nó được diễn ra tốt hơn. Đó chính là Google không chỉ là ưu tiên những kết quả được tối ưu SEO mà Google còn ưu tiên những kết quả mà làm hài lòng người tìm kiếm. Nó hay nói cái khác là mang lại cái trải nghiệm tốt cho người dùng. À, đúng ý định người dùng, và người dùng đã truy cập vào và người ta cảm thấy hài lòng. Như vậy, tất cả những cái biểu hiện của người dùng về cái việc là hài lòng hay không hài lòng cũng sẽ quyết định về việc là chúng ta có được lên top hay không. Và những cái điều đó sẽ là động lực để chúng ta
học một cái thứ gọi là cách SEO lên top Google nha. Đấy. Ok, như vậy là cái màn giới thiệu của Nam đã xong. Các anh chị em cảm thấy là đến những cái phần như vừa rồi là rất là dễ hiểu đúng không ạ? Rất là dễ hiểu đúng không? Các anh chị em có cảm thấy là Nam đã giới thiệu như vậy và các anh chị em cảm thấy là cách chia sẻ của Nam rất là dễ hiểu không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính. Đối với lại SEO thì trong những cái lần chia sẻ trước thì Nam chia thành là 5 phần, 5 cái yếu tố tác động đến SEO, nhưng mà hôm nay thì Nam thấy là Nam sẽ co lại thành 3 phần. Có 3 cái yếu tố, 3 yếu tố chính ảnh hưởng đến SEO, và những yếu tố còn lại cũng rất là nhiều nhưng nó đều là con của những yếu tố này mà thôi. Đấy, thì thứ nhất là nội dung, thứ hai là on page và thứ ba là off page, chỉ có 3 cái yếu tố này thôi là ảnh hưởng đến SEO. Đấy, vậy thì các thuật toán Google nó như thế nào mà nó mà chúng ta cần phải làm tốt 3 cái điều này, thì trước mắt là chúng ta sẽ tìm hiểu một cách dần dần nhá. Đối với nội dung, thì chúng ta cần phải đứng về phía người tìm kiếm, xem là người tìm kiếm họ đã tìm kiếm cái từ khóa gì, và cái ý định của họ khi tìm kiếm cái từ khóa đó là gì. Đấy, là chúng ta phải biết cái 2 cái điều này. Đấy, và chúng ta cũng cần hiểu rằng là khi chính chúng ta khi mà tìm kiếm một cái điều gì đó ở trên Google, rõ ràng là chúng ta rất muốn, đấy, rõ ràng là chúng ta rất muốn là làm thế nào đó để tìm ra, làm thế nào đó để tìm ra cái làm thế nào đó để tìm ra được cái nội dung mà phù hợp nhất với mình, đúng không ạ? Rồi. Đấy, khi mà Nam cũng đang tìm kiếm như thế này. Đấy, khi mà Nam đang tìm kiếm như thế này thì Nam cũng đang tìm ra những cái nội dung mà Nam cảm thấy nó phù hợp đúng không? Ví dụ Nam tìm kiếm như này và cái này tìm không ra, Nam lại tìm một cái từ khóa khác và nó ra, thì mặc dù là cái kết quả mà Nam đang tìm đây nó không phải là kết quả anh đứng ở phía trên, nhưng mà Nam sẽ bấm vào, nó không phải là kết quả đầu tiên nhưng mà Nam sẽ bấm vào. Đấy, và đây chính là kết quả mà Nam cần tìm để dành cho những ai mà đang phân vân về cái việc là nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra thì có bị Google phạt hay không. Thì đây là một bài viết rất là hay để nào mà đọc lại cho anh chị em nhé. Ở tại Google thì chúng tôi vẫn luôn tin rằng sức mạnh trí tuệ nhân tạo có thể giúp cải tiến khả năng phân phối thông tin hữu ích. Trong bài đăng này chúng tôi sẽ chia sẻ thêm về việc bằng cách nào mà nội dung do AI vẫn phù hợp với phương pháp lâu nay của chúng tôi để cung cấp nội dung hữu ích cho người tìm kiếm. Đấy. Nội ưu tiên nội dung chất lượng cao bất kể cách thức tạo ra. Đây là một cái câu ngắn gọn mà thể hiện được cái bản chất của Google. Đấy. Mục tiêu của hệ thống sắp xếp thứ hạng của Google là ưu tiên nội dung nguyên gốc, chất lượng cao thể hiện ở các khía cạnh EEAT, chuyên môn, trải nghiệm, tính xác đáng và độ tin cậy, đúng không ạ? Chúng tôi chia sẻ thêm về cái điều này tại tập trung vào chất lượng nội dung thay vì cách sản xuất nội dung. Chỉ cần đọc đến đây thôi thì chúng ta cũng có thể kết luận rằng là cái nội dung do AI viết nó không phải là quan trọng. Chúng ta viết bằng bút mực hay là viết bằng bút bi hay là viết bằng bút chì không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta viết cái gì quan trọng hơn. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ học về cái bản chất của cái việc là viết bài, rồi sau đó là chúng ta sẽ học về cái cách để chúng ta viết một cái bài nhé, cách để chúng ta viết bài. Đấy. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu những cái điều đó của Google. Đấy, rồi sau đó là chúng ta sẽ cách viết nội dung bằng AI. Ok chưa? Đấy, có rất là nhiều thứ ở trong đây. Đấy, Nam sẽ chia cái phần này ra cho nó dễ nhìn. Đấy, dễ nhìn. Không có giấu kỹ quá thì chúng ta sẽ khó nhìn. Giờ Nam sẽ phóng lên. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về vấn đề là người tìm kiếm nhé. Cái từ khóa của người dùng. Người dùng sẽ có những cái từ khóa, ví dụ như Nam cũng vừa tạo viết cũng vừa tạo cái từ khóa đó, vừa sinh ra một cái từ khóa đó. Nó một cách đúng chuyên môn hơn thì nó gọi là cái truy vấn của người dùng. Đấy, từ khóa, keyword hoặc là truy vấn.
Đấy, những cái lượt mà tìm kiếm như vậy thì gọi là lượt truy vấn hay là lượt tìm kiếm nhá. Thôi gọi là từ khóa đi cho nó nhất quán. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghiên cứu từ khóa xem là người dùng người ta đã gõ từ khóa gì và các loại từ khóa mà người làm SEO phải biết đó là gì, rồi cách ôm nhóm từ khóa nó như thế nào. Được chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu về từ khóa trước, rồi sau đó chúng ta nghiên cứu về ý định sau. Được chưa? Rồi, đối với nghiên cứu từ khóa, các anh chị em vẫn đang nghe được đúng không ạ? Các anh chị em vẫn đang nghe được đúng không ạ? Một số anh chị em vẫn đang kêu nhỏ thì nào cũng không biết là đang nghe. Ok, rõ mà. Ok nha. Rồi, chúng ta sẽ nghiên cứu từ khóa. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đối với một cái từ khóa mà chúng ta SEO, đối với một từ khóa mà chúng ta định SEO đó, thì thứ nhất cái từ khóa này phải đạt những cái tiêu chí, ba cái tiêu chí này. Thứ nhất là đúng chủ đề cốt lõi của website, đúng không? Nếu mà bây giờ mà có một từ khóa rất là ngon nhưng mà lại không đúng chủ đề website, giả sử như chúng ta là website bán điện thoại di động, mà có một cái bài viết nói về thời trang, nó rất là nhiều người tìm kiếm, độ khó cũng rất là vừa phải, và chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ viết lên một cái website đó để chúng ta có được người quan tâm đến thời trang, vì cái người mà quan tâm đến thời trang đó thì rất có thể cũng sẽ là khách hàng của điện thoại, ví dụ như vậy. Chúng ta mà làm như vậy là chúng ta sai trầm trọng nhé. Chúng ta cần phải viết những cái bài chúng ta cần phải viết những cái bài mà nó đúng với chủ đề cốt lõi của website. Thứ hai là chúng ta cần phải tìm những cái từ khóa, chọn những cái từ khóa. Đấy, chọn những cái từ khóa mà có người tìm kiếm. Đấy, đúng chủ đề website nhưng phải có người tìm kiếm. Và thứ ba là độ khó của nó phải vừa phải thôi. Đấy, thì bây giờ thì Nam sẽ chia sẻ với anh chị em cái cách để chúng ta nghiên cứu từ khóa nhé. Bây giờ Nam sẽ sử dụng một công cụ miễn phí của Google, nhưng mà cái này thì với điều kiện là chúng ta phải dùng Google Ads. Chúng ta phải dùng Google Ads để chúng ta tạo. Thì đa số chúng ta nếu như mà đã có website thì Nam tin là các anh chị em sẽ có những các anh chị em sẽ có những cái tài khoản này. Các anh chị em phải có cái tài khoản Google Ads để mà phải chạy quảng cáo chứ đúng không? Đôi khi là có một cái chương trình khuyến mại nào đó hay là một cái thời cơ nào đó thì chúng ta vẫn phải chạy quảng cáo, kể cả là chúng ta có sale thì chúng ta cũng phải chạy quảng cáo trong những lúc mà cần thiết. Bây giờ các anh chị em hãy cho Nam một số từ khóa của các anh chị em đi. Nam sẽ gửi cho các anh chị em. Nam sẽ khám, Nam sẽ dùng những cái từ khóa của anh chị em để Nam check ở đây cho các anh chị em nhé. Một cái số từ khóa mà các anh chị em nghĩ là cứ từ khóa nào là được cũng được. Các câu hỏi mà các anh chị em hỏi thì Nam sẽ trả lời vào cuối chương trình này nhé. Có một câu hỏi của một bạn thì nhờ ban tổ chức ghi lại nhé. Nếu bạn một website mà có nhiều chủ đề cốt lõi thì sao? Đó, thì đó cũng là một câu hỏi hay. Đây thì có một cái từ là rèm cửa đi. Đó, thì Nam sẽ cho cái từ rèm cửa vào đây. Giả sử như bây giờ là Nam thấy rằng là cả Việt Nam, Nam để đây là cả Việt Nam, nhưng mà Nam có thể là chọn sang là Hà Nội thôi chẳng hạn, hoặc là Nam để cả Việt Nam đi, bởi vì chúng ta sẽ để cả như này. Và cái từ rèm cửa ấy là một cái từ rất là chung chung đúng không? Từ rất là chung chung, và khi mà cho cái từ rèm cửa vào đây thì Google sẽ gợi ý cho chúng ta khá nhiều những cái từ khóa khác như như là rèm chống nắng rồi vân vân. Thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút này để chúng ta xem là những cái từ khóa nào là được quan tâm nhiều nhất trong 12 tháng vừa qua. Từ từ rèm cửa này là so với tất cả những cái từ khóa khác liên quan đến rèm cửa thì cái từ rèm cửa nói chung này thì có 33.100, là từ rất là ghê gớm. Đây là một từ khá là nhiều người tìm kiếm. Cái số này là trên một tháng nha. Rèm cửa sổ, có lẽ là cửa sổ, rất nhiều người quan tâm đến rèm cửa sổ. Rồi rèm tủ ong, rồi từ rèm một mình nữa thôi, rèm cún, rèm cửa đẹp vân vân. Thì đây là những cái từ khóa mà liên quan đến ngành kem. Tuy nhiên là chúng ta nếu mà chúng ta chuyên về một cái rèm nào đó hay là chúng ta thích một cái loại rèm nào đó thì chúng ta có thể cho hẳn vào cái từ khóa đó vào đây để chúng ta nghiên cứu cho nó cụ thể hơn.
Đấy, thì chúng ta thấy là từ rèm cửa sổ là đã có 22.200, đây là một cái từ mà số lượng người tìm kiếm rất là nhiều. Và nó nếu mà chúng ta bắn rèm thì những cái từ khóa như thế này đều là cùng cái lĩnh vực của chúng ta cả. Đúng không ạ? Như vậy là nó đã thỏa mãn được hai cái tiêu chí này. Đúng không? Thỏa mãn được hai cái tiêu chí này. Vậy còn cái độ khó vừa phải thì sao? Làm thế nào để chúng ta biết được là cái độ khó của nó vừa phải hay là độ khó nó cao hay là thấp? Đúng không ạ? Thì trong cái Google Ads nó có cái chỗ dòng là cao như thế này nhưng nó không phải là dành cho sale. Đấy, để mà biết được là từ khóa đấy là từ khóa cạnh tranh cao hay thấp thì chúng ta phải làm cái động tác hơi nói chung là chúng ta phải nghiên cứu. Đấy, chúng ta phải nghiên cứu một chút nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ dùng một cái cụm từ đó là all in title. À, rèm cửa sổ ví dụ như thế này thì chúng ta thấy là có 23.800 kết quả. Như vậy đây là một con số mà Nam cho rằng là rất là lớn bằng cái cảm nhận của mình thôi. Bằng cái cảm nhận của mình khi mà Nam so sánh, nếu muốn biết chính xác là không biết là liệu cái số rất là to hay nhỏ thì chúng ta phải so sánh với những từ khóa khác. Đây, ví dụ như thế này. Bây giờ Nam sẽ dùng cái từ đó với lại rèm chống nắng đi. Đấy, để em xem là từ khóa nào có mức độ cạnh tranh cao hơn nhá. Thì ở đây ổn định của rèm chống nắng chúng ta đang có là 1.110 đúng không? Đấy, còn ở đây cho đến là 23.800. Như vậy thông qua một cái chỉ số rất là cơ bản như thế này, chúng ta sẽ thấy là cái từ rèm chống nắng thì mức độ cạnh tranh từ lần số. À, thì đây có những cái cách mà nó nhàn hơn. Đấy, những cách khác nhàn hơn. Đấy, vậy thì cách khác nhàn hơn là như thế nào? Chúng ta sẽ sử dụng AI. Thì chúng ta có thể sử dụng công cụ AI-KTP như thế này, hoặc là chúng ta có thể sử dụng công cụ là UberSuggest hoặc là một số công cụ khác tùy chúng ta, tùy theo cái sở thích của chúng ta. Có những người thì dùng Semrush, có những người thì dùng Ahrefs. Thì công cụ nói chung chúng ta muốn là bớt sức người đi thì chúng ta phải dùng sức máy, còn những ai mà chịu khó đúng không? Ai chịu khó không muốn mất tiền mua công cụ thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể là sử dụng những công cụ miễn phí. Rồi thì bây giờ thì kể cả những công cụ là miễn phí như là công cụ Semrush này, nó có chế độ miễn phí và có cả chế độ là trả phí nhé. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đối với lại miễn phí thì Nam thấy nó cũng xài được. Đấy, cũng xài được cơ bản. Cũng khá là ok, cho nên là Nam sẽ hướng dẫn cho các anh chị em cách để sử dụng công cụ miễn phí này, từ miễn phí cho đến trả phí nhé. Bây giờ thì Nam sẽ ghi là rèm chống nắng, hiểu chưa? Rèm cửa sổ. Đấy. Ví dụ như Nam muốn cho hai từ vào đây để Nam nghiên cứu đi. Đấy, thì nó sẽ ra như thế nào? Thì Nam sẽ nghiên cứu, Nam điền vào hai từ nhưng mà Nam chỉ có được một từ thôi, biết được đúng một từ thôi, đấy chính là từ rèm chống nắng, vì đơn giản là đây là một cái tài khoản miễn phí đúng không ạ? Thì Nam cũng biết được, rèm chống nắng là được 880 tìm kiếm một tháng đấy, và cái độ khó của nó là 9, tức là nó rất là dễ. Đây này, cái từ KD này, viết tắt của chữ là keyword difficulty này này, đấy đây là nó thể hiện rằng là từ khóa này rất là dễ sale. Đấy, rất là dễ sale. Đấy. Vậy thì nếu như Nam mà là người làm bên cái rèm chống nắng này thì chắc chắn là Nam sẽ sell cái từ khóa này. Như vậy là đây thông qua đây cũng là một cách để chúng ta có thể tạo được đúng không? Đây chúng ta để nghiên cứu từ khóa được. Đấy, rèm chống nắng là từ tốt và biết đâu ở trong số tất cả các anh em đang ngồi ở đây hôm nay nó đang dễ nhưng mà thấy các anh chị em sâu vào hết thì mai kia nó cũng sẽ trở thành khó. Như vậy là cái mà dễ khó này nó sẽ đúng với một cái thời điểm nhất định thôi. Đấy. Rồi, và bây giờ thì Nam sẽ hướng dẫn cho các anh chị em một công cụ cũng có chế độ miễn phí và cũng có chế độ trả phí. Đây là một công cụ AGTP, công cụ này của Việt Nam. Cũng là AI, Nam thấy là khá là ok. Đấy, thì đây Nam sẽ gửi cái đường link này cho các anh chị em nào mà quan tâm thì chúng ta có thể đăng ký qua đường link. Đấy, thì đối với khi mà Nam gõ chữ là rèm chống nắng vào đây thì Nam cũng sẽ nhận được rất là nhiều những cái từ khóa liên quan đúng không? Nhiều từ khóa liên quan, đây là tài khoản mà Nam đã trả phí.
và Nam thấy là rất là nhiều. Còn các anh chị em mà là dùng cái chế độ là miễn phí vẫn dùng được nhá, vẫn dùng được, nhưng mà nó cũng sẽ chỉ nghiên cứu được có vài từ thôi, năm từ phía trên, còn lại dưới này là chúng ta nó bị che đi. Và kết quả khi mà Nam muốn xem một cái từ là rèm chống nắng đó nó như thế nào thì bây giờ thì Nam sẽ thấy này, rèm chống nắng này, 8 là 80 này, đó. Và cái difficulty này là 55. Thì ở cái phần trước thì chúng ta đang thấy ở cái bên xem rớt thì nói là 9, tức là bên trước nói là rất dễ, thì Nam thì Nam cũng không tin đó là rất dễ đâu, thì Nam cho rằng là nó phải ở cái mức vừa thì mới đúng. Do vậy nếu như nói về cái mức độ là xem từ khóa nào cạnh tranh hơn thì AGTP này cho Nam một kết quả mà Nam cảm thấy nó đáng tin cậy hơn. Đấy, thì đây là rem chống nắng, đây là một từ khóa có mức cạnh tranh là 55. Như vậy là chúng ta đã đủ cái tiêu chí rồi, đúng không? Đúng chủ đề của chúng ta, rèm chống nắng, đúng chủ đề, đúng không? Có người tìm kiếm cái từ khóa đó, vì là 8580 cơ mà. Đây là cũng là một con số tương đối là hấp dẫn rồi. Đấy. Và độ khó cũng vừa phải, tức là 55. Bởi vì sao là Nam ok với từ khóa này? Vì đơn giản là difficult này, nó difficulty này thì nó sẽ chỉ cho đến 100. Và nó 55 thì có nghĩa là nó cũng đang đứng ở cái vị trí là rất là ở mức vừa phải, và chúng ta có thể sao được. Đấy, như vậy là thông qua một cái công cụ như vậy, bây giờ tại thời điểm này chúng ta sẽ đưa ra được những cái từ khóa mà chúng ta sẽ chọn. Thì khi chúng ta đã chọn được cái từ khóa rồi thì chúng ta có thể tạo ra một cái file drive để chúng ta thống kê những cái từ khóa đó, hoặc là chúng ta có thể sử dụng luôn cái mind map như thế này. Đấy. Để chúng ta sẽ chọn ví dụ như từ khóa sale nhé, từ khóa cần sale liên quan đến là rèm chống nắng, thì chúng ta sẽ có những từ khóa nào liên quan đến rèm chống nắng, thì chúng ta sẽ có những từ khóa nào. Đấy, thì sẽ có này, báo giá rèm chống nắng này, báo giá này, vân vân vân, đúng không? Đấy, nhưng bây giờ đây trong đây đang rất nhiều từ mà nó cái mức độ tìm kiếm nó rất là ít, nó chỉ có 10 10 10 như thế này, thì Nam sẽ không chọn. Giả sử như vậy thì Nam muốn loại bỏ đi cho nó đỡ mất công nhìn, thì Nam sẽ gõ đây là 20 trở lên. Đấy, thì như vậy nó đã loại bỏ những ông 10 rồi, đúng không? Loại bỏ những ông 10 rồi, chỉ còn lại những ông phía trên này. Thì tất cả những cái này nếu như mà Nam sẽ đỡ mất công ghi chép lại, thì Nam sẽ làm một cái động tác đó là xuất thành file Excel. Xuất thành file Excel. Đó, xuất thành file Excel như thế nào thì cách viết xuất thì đây thôi, nó rất là đơn giản. Đó. Và sau đó thì chúng ta mở nó lên, chúng ta chỉnh sửa nó. Đó, những cái từ những cái phần nào mà chúng ta không cần chúng ta có thể bỏ đi. Đó, thì những cái từ khóa ở trong đây sau đó là chúng ta sẽ sử dụng, làm sao mà chúng ta sẽ gom nhóm nó ở trong cái phần mà chúng ta sẽ học lát nữa. Đó, chúng ta sẽ học trong lát nữa. Rồi chúng ta sẽ chỉ cần lại là một đấy thôi. Có một câu hỏi đó là dùng ở ChatGPT tìm từ khóa có được không anh? Dùng ChatGPT tìm từ khóa thì nó sẽ không chính xác nhé. Bạn phải hỏi những cái công cụ mà nó chuyên cho việc tìm kiếm nghiên cứu từ khóa thì nó sẽ tốt hơn. Đấy, rèm cuộn chống nắng, những cái từ mà liên quan đến chống nắng là nó nằm ở đây hết. Như vậy cái mục đích tìm kiếm của người ta là rèm chống nắng. Thì cái rèm chống nắng là từ chung chung, nhưng có người thì muốn là có rèm cuốn, có người thì muốn là rèm cuộn. Đấy, chúng ta có thể phóng cái này to lên, chúng ta dễ nhìn hơn. Đấy, có người thì cần loại ngoài trời, có người thì lại tìm ở trong nhà, vân vân, đúng không? Chúng ta đang có một loạt cái từ khóa này, và sau đó thì chúng ta có thể là điều chỉnh sau. Lát nữa chúng ta sẽ học, được chưa? Đấy, như vậy là cách nghiên cứu từ khóa chúng ta đã biết chưa? Còn là nếu mà chúng ta dùng luôn trên AdWords ấy thì chúng ta thông thường là chúng ta sẽ khó khăn hơn một chút nha. Đối với lại việc quảng cáo Google thì đây lại là ngon, đây là công cụ ngon, nhưng mà đối với lại việc SEO thì cái này nó chỉ cung cấp cho chúng ta được một vài điều thôi, đó là nó chỉ cung cấp cho chúng ta được những cái việc như là lượng tìm kiếm domain hàng tháng này, biết được cái xu hướng này, và biết được là những cái thông tin liên quan đến quảng cáo thôi.
Đấy. Nhưng mà dù sao thì nó có thể là dùng tạm rồi, cũng cũng tạm tạm rồi. Đấy. Anh chị em nào mà không muốn mất tiền thì có thể dùng công cụ này. Nhưng mà đối với Nam thì Nam cho rằng là nếu như anh chị em là những người mà sẵn sàng là gọi là sẵn sàng dùng công cụ để thay cho sức người thì cũng không ngần ngại gì mà chi một chút tiền để mua những công cụ như thế này. Đấy, ví dụ như là bây giờ đến đây nhá, lúc nãy là xuất ra một cái file như thế này, nhưng mà thông thường thì Nam không dùng cái cách như vậy, mà Nam sẽ dùng cái cách đó là ví dụ như trong số những từ khóa ở đây Nam đang nhìn này, Nam thấy có những từ khóa nào mà ngon, ví dụ như là từ khóa rèm cuốn chống nắng, thì rèm thì có nhiều loại đúng không, có rèm thì khép, có rèm thì cuốn vân vân, thì bây giờ Nam chả quan tâm những ông mà quan tâm đến rèm cuốn chống nắng thôi, còn những ông mà cái loại rèm khác thì Nam bỏ đi. Thì ở đây Nam sẽ cho cái từ rèm cuốn chống nắng vào đây và thấy là đây tất cả những từ rèm cuốn chống nắng này, những người ta gõ này, đấy, chống nắng ngoài trời, rèm cuốn chống nắng ở ban công, chống nắng cửa chính, rèm cuốn văn phòng, à, xem có những từ khóa nào mà nó khác hay không. Đấy, thì bây giờ thì chúng ta sẽ học đến một cái phần này thì Nam sẽ hướng dẫn kỹ hơn các loại từ khóa, lát nữa thì Nam sẽ nói về cái ý định rồi cách gom nhóm nhé. À, lát nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ học về một cái khái niệm, một số khái niệm để lát nữa thì nó sẽ thuận tiện hơn cho chúng ta chọn lọc những cái từ khóa ở đây để chúng ta xem. Chúng ta đang học một cách khá là chuyên sâu đấy, không biết là các anh chị em có hiểu được hay không? Nam xin hỏi là các anh chị em có đang cảm thấy là dễ hiểu không ạ? Có ai cảm thấy là hơi khó hiểu và hơi mông lung không? Anh chị em nào cảm thấy dễ hiểu không ạ? Dễ hiểu thì các anh em hãy gõ cho Nam là dễ được không? À. Rồi rồi. Dễ hiểu. Các anh em nào cảm thấy khó không? Đó. Anh em nào cảm thấy khó không ạ? Đối với một số cái như thế này thì Nam cho nó rất là cơ bản. Nhưng mà đối với một số người, một số anh chị em mà một số anh chị em mà chưa quen thì có thể sẽ thấy là nó hơi khó. Nếu các anh chị em nào mà đã có website rồi thì sẽ thấy cái việc này nó là vô cùng bình thường. Đấy, một đa số các anh chị em mà nói là dễ hiểu đúng không? Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ đi qua một số khái niệm nhé. Khái niệm về từ khóa thì thứ nhất là từ khóa chính, thứ hai là từ khóa phụ. Được chưa? Từ khóa chính, từ khóa phụ. Đấy, đã có web và đã chạy ads nên là dễ. Đấy, những ai mà đã từng có web và đã từng chạy ads rồi thì cái điều mà Nam vừa chia sẻ các anh chị em lại cảm thấy là sao cơ bản như thế mà thầy cũng phải nói kỹ như thế đúng không? Các anh chị em sẽ có cảm giác như vậy. Còn một số anh chị em mới thì có thể sẽ thấy hơi mông lung một chút, nhưng mà chúng ta hãy cố gắng lên, nghe một lần mà chưa hiểu thì nghe nhiều lần đúng không? Và hôm nay thì những cái gì mà Nam đang chia sẻ trên màn hình, các anh em có thể ghi chép lại để mai kia có thể lên YouTube, có thể gõ xem là ai đó họ nói như thế nào về cái điều đó, thì có thể các anh chị em sẽ học được thêm những cái điều gì đó, được chưa? Vì những kiến thức này nó là kiến thức mà không phải của riêng Nam, mà nó là kiến thức chung của từ Google chia sẻ cho đến là rất là nhiều người đã chia sẻ. Nó không là của riêng ai, kiến thức không là của riêng ai. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ có một số khái niệm từ khóa chính, từ khóa phụ, đúng không? Như thế nào? Rồi từ khóa semantic, từ khóa chính là gì? Đấy, còn đang rất là nhiều loại từ khóa mà người ta gọi tên nữa nhé. Nhưng Nam sẽ bỏ bớt đi, Nam chỉ để lại là ba từ loại từ khóa rất là quan trọng này để giúp cho anh không bị rối. Mà tập trung vào cái việc này thì các anh em cũng sẽ không bị lan man đấy. Rồi rồi các anh chị em thấy nghe được chưa? Nghe rõ hơn không? Vẫn nghe bình thường đúng không ạ? Rồi rồi bây giờ thì chúng ta sẽ thấy là có từ khóa chính, từ khóa phụ và từ khóa semantic.
có đúng ba cái loại từ khóa này thôi. Nó đang rất là nhiều cái loại từ khóa loanh quanh lung tung, đến phải tầm 20 loại từ khóa, kiểu gì người ta cũng đặt tên ra được. Thật ra là những cái khái niệm đó nó sẽ đúng với là một cái khía cạnh nào đó thì chúng ta cũng đều phải quan tâm cả thôi, nhưng mà chúng ta sẽ đi ba cái loại từ khóa này. Từ khóa chính là những từ như thế nào, đó là những từ là trụ cột của website. Thứ hai, từ khóa phụ là những từ khóa chân rết của từ khóa chính. Bây giờ rất đơn giản đúng không? Giống như là bây giờ là nhân vật chính trong bộ phim, rồi ngoài ra có nhân vật phụ là làm chịu trách nhiệm làm nổi bật cái nhân vật chính ấy lên đúng không? Thì cũng vậy, trong cái website chúng ta sẽ có những cái từ khóa chính là buộc chúng ta phải SEO, hay là buộc dù là có đưa vào thì nó có lên top hay không lên top thì nó cũng thì chúng ta vẫn phải thêm, thấy chưa? Ví dụ như là người làm về ngành rèm cửa thì dù muốn hay không vẫn đưa cái từ rèm cửa vào đúng không? Dù là từ khóa đấy rất cạnh tranh thì chúng ta cũng phải thêm cái từ rèm cửa vào, không thể khác được. Nhưng mà chỉ khác một điều là chúng ta có kỳ vọng vào nó hay không. Đấy. Và từ khóa chính là những từ khóa mà trụ cột của website. Khi mà nói về rèm mà lại không nói về rèm chống nắng, không nói về rèm cửa sổ, không nói về rèm phòng ngủ, không nói về rèm văn phòng thì cái web đó không phải là web bán rèm đúng không? Ừ, thứ như vậy thì những cái từ khóa như vậy gọi là những từ khóa trụ cột của website, thấy chưa? Tiếp theo là đến từ khóa phụ. Từ khóa phụ là từ khóa chân rết với từ khóa chính. Từ khóa mà nó sẽ bao gồm cái từ khóa chính này, nó sẽ là chi tiết hơn cái từ khóa chính này, nó thể hiện được một ý định tìm kiếm nào đó cụ thể hơn cái từ khóa chính này, thấy chưa? Thì khái niệm chúng ta nắm cái đã rồi từ từ ta tính. Thứ ba là từ khóa semantic. Nói là semantic một cái là nó bị khó ra, nhưng mà hiện nay thì cũng không thể dịch theo một cái cách nào. Thì chúng ta có thể dịch sang cái từ từ khóa ngữ nghĩa, không biết là dịch ra thì dễ hiểu hơn hay là để như thế dễ hiểu hơn. Thì thôi ai hiểu như thế nào thì hiểu nha. Từ khóa semantic là từ khóa mà giúp cho cái ngữ nghĩa ấy, nó được rõ hơn, nó được rõ hơn, giúp cho người dùng rõ hơn. Rồi tiếp tục là chúng ta thấy này, từ khóa trụ cột của website thì dù chúng ta có muốn sale hay không thì chúng ta vẫn phải viết bài thật là chỉn chu và chúng ta gắn vào menu, được chưa? Đối với từ khóa chính là như vậy. Vậy thì giải quyết cái từ khóa chính này trước. Giả sử trong đây chúng ta thấy là rèm cuốn chống nắng là từ khóa chính. Vì thứ nhất là nó có rất là nhiều người tìm kiếm, đúng không? Thứ hai là chúng ta cũng đang bán rèm cuốn, được chưa? Thì cho nó là từ khóa chính. Từ khóa chính sẽ là từ mà ở đó có nhiều người tìm kiếm nhất, và từ đó sẽ là từ mà chúng ta sẽ để vào menu, để vào danh mục. Thì chúng ta sẽ cho đó là từ khóa chính, được chưa? Và chúng ta sẽ viết một cái bài về từ khóa chính cụ thể như vậy. Phần nội dung thì chúng ta chưa học, cho nên là lát nữa thì chúng ta sẽ bàn đến chỗ đó nhé. Rèm cuốn chống nắng là từ khóa chính. Vậy thì những cái từ còn lại, những từ xoay quanh nó như là rèm cuốn chống nắng ngoài trời sẽ là từ khóa phụ. Đây sẽ là từ khóa phụ. Rèm cửa cuốn chống nắng, rèm cửa cuốn và rèm cuốn thì có phải là một không nhỉ? Giá rèm cuốn chống nắng ngoài trời, rèm cửa sổ cuốn chống nắng, liên quan đến cửa sổ. Thì bây giờ nhá, rèm cuốn và rèm cửa sổ thì có giống nhau không? Nếu mà là một đấy thì chúng ta sẽ cho hết tất cả những ông này đều là những ông từ khóa phụ, còn đây sẽ là từ khóa chính. Còn đây sẽ là từ khóa chính và tất cả những từ dưới này này đều là từ khóa phụ. Vậy thì chúng ta có nên chọn lọc những cái từ khóa phụ ở trong đây hay không? Những cái từ khóa nào mà chúng ta cảm thấy là nó rất là ít người tìm kiếm, chúng ta thêm vào thì chỉ làm cho bài viết của ta thêm rối thôi. Hay là nó có cái ý định khác rồi thì chúng ta cần phải bỏ ra. Được nhá. Thì chúng ta sẽ không cho đó là từ khóa phụ mà chúng ta sẽ cho đó là từ khóa của một cái ý định khác. Ví dụ như ở đây Nam thấy là có cái phần là cách lắp rèm, đây là rèm rèm nhựa chẳng hạn. Ví dụ như là rèm nhựa cuốn chống nắng. Như có người người ta chỉ quan tâm đến rèm nhựa cuốn chống nắng thôi. Trong hợp đó thì chúng ta sẽ tách cái từ khóa này riêng ra một cái từ khóa khác. Ở đây nếu mà để ở đây ấy, thì từ khóa này chỉ là từ khóa phụ của từ khóa chính. Nhưng mà nếu chúng ta tách ra từ khóa khác thì nó lại là từ khóa chính của cái từ khóa của một cái nhóm khác.
Rồi bây giờ thì Nam sẽ thử với cái từ đó nhé. Đấy, xem là như thế nào nhé. À, như vậy là đối với từ là rèm nhựa cuốn chống nắng thì Nam đang cho rằng là cái từ khóa đó Nam cho rằng cái từ khóa đó nó hơi ít người tìm kiếm, cho nên là bây giờ Nam sẽ làm một cái động tác này để đỡ mất công nhé. Nam sẽ chỗ volume này Nam chỉnh lên là 50. Như vậy là những người nào mà gõ từ khóa phải là 50 trở lên thì mới đáng để Nam cho vào để Nam viết bài. Còn những ông mà viết những ông mà ít tìm kiếm quá là Nam bỏ đi. Đấy. Thì ở đây Nam đã được một nhóm với từ khóa như thế này. Thì đây chính là những từ khóa chính và từ khóa phụ. Một từ khóa chính và những từ khóa phụ. À, chúng ta thấy là ai đó gửi cho Nam một cái câu cái từ khóa là rèm cửa, thì thấy là nếu mà Nam chọn những từ khóa này và Nam viết một bài viết cho cái người mà quan tâm đến rèm cửa chống nắng này thì có hợp lý không ạ? Để Nam xem có đúng ý định không nhé. Có người gõ là rèm nhựa này, câu rèm nhựa này thì Nam không biết là có cần phải tách riêng ra một cái nhóm khác hay không. Nếu mà rèm cuốn, đa số mọi rèm rèm cuốn đều là rèm nhựa cả thì cái ông này là cùng ở đây luôn. Nhưng lại có những loại rèm cuốn là bằng gỗ, ví dụ như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể là tách ra là có loại rèm nhựa cuốn chống nắng, rồi có những loại là rèm gỗ cuốn chống nắng, ví dụ như vậy. Nếu là nhựa hết thì tất cả chúng ta đều cho vào đây hết. Có cái từ khóa là rèm cuốn văn phòng chống nắng. Vậy thì nếu như mà rèm này mà chia theo cái kiểu là văn phòng hay là gia đình hay là biệt thự hay là gì đó, thì trong trường hợp mà người ta gõ là rèm cuốn văn phòng chống nắng thì chúng ta sẽ phải viết riêng cho nó một cái bài khác. À, nếu mà người ta viết riêng cho nó một cái bài khác thì sao? Viết riêng cho nó một bài khác thì chúng ta sẽ không không cho một cái nhóm này. Nhưng mà nếu như chúng ta hiểu rằng là đa số mọi người gõ cái chữ là rèm cuốn chống nắng đều là dân văn phòng cả, nếu như chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta cũng không cần tách cái từ khóa này ra mà chúng ta sẽ để nguyên vào đây luôn. Đấy. Như vậy là khi mà chúng ta sell hay chúng ta chọn những cái từ khóa để chúng ta sell hay để chúng ta gom nhóm thì chắc chắn là chúng ta cũng cần phải rất là hiểu biết về cái mạng của mình. Những cái công ty sell người ta sẽ không hiểu cái điều này bằng chính chúng ta đâu. Cho nên là một số anh chị em thì thuê đơn vị sell, cũng giống như là Nam đây cũng là một cái đơn vị mà làm dịch vụ sell cho người khác đó. Nhưng mà Nam vẫn khuyến khích là nếu các anh chị em có điều kiện thì nên tự sell, hay là có hiểu biết thì nên tự sell vẫn là cách mà tốt nhất, vì các anh chị em hiểu được cái ngành của mình hơn và các anh chị em có viết một cái bài viết thì cũng bằng cái niềm đam mê của mình. Còn đối với những người mà làm dịch vụ thì người ta không có hiểu về sản phẩm cũng như là gom nhóm cái này, đôi khi là họ sẽ làm nó lệch, nó sai. Rồi bây giờ thì nếu chúng ta thống nhất đây tất cả những từ khóa này đều là những từ khóa có thể dùng được thì đây chính là một cái nhóm từ khóa, đây chính là nhóm từ khóa gọi là rèm cuốn chống nắng, đúng không? À, như vậy chúng ta đã được một cái nhóm này rồi. À, bây giờ thì Nam sẽ đến lúc mà làm ấy thì chúng ta cũng không cần phải xuất ra như thế này. Nói thật với anh chị em là đối với cách làm của Nam thì Nam không không phải xuất ra file Excel mà Nam sẽ viết luôn. À, làm đến đâu thì Nam viết đến đó, hoặc là Nam sẽ tạo ra cái phiên bản là mind map. Nam sẽ tạo ra cái bản mind map rồi Nam dựa vào cái mind map như vậy Nam làm cho nó đỡ mất công. Chứ còn đưa ra file Excel rồi cuối cùng mình cũng chỉ đánh dấu là cái đó tôi đã làm vậy thôi thì nó cũng hơi là tự nhiên là mình tạo ra một cái thứ để rồi mình lại mất công xóa đi. Đấy, kiểu như vậy. Đấy, nhưng mà Nam dùng mind map thì nó là cả một bức tranh của website, nó sẽ rất là hay. Đây, Nam cho các anh chị em, dành cho anh chị em nào mà có thể xem được nha. Dành cho em nào mà thích Excel thì chúng ta có thể đưa file Excel như thế này. Đây Nam có được một loạt các từ khóa như thế này rồi. Bây giờ thì việc của Nam là sẽ viết bài, đúng không? Đó, việc của Nam sẽ viết bài. Và các anh em có muốn biết cách để viết bài không? Bằng AI nha. Và bằng AI có lên top được hay không thì lát nữa Nam sẽ chứng minh cho các anh chị em là bằng AI vẫn lên top ngon lành. Đó, là những từ khóa phụ. Chúng ta đã hiểu từ khóa phụ chưa? Sau khi mà Nam đã chọn từ khóa chính, từ khóa phụ như thế này, các anh chị em đã biết là vì sao mà chúng ta đã làm theo cái cách này chưa? Rõ ràng lúc đầu chúng ta gõ rèm cửa và sau cuối cùng thì chúng ta lại lại làm như thế này. Đấy, chúng ta hiểu rồi đúng không? Những từ khóa đây là generate. Và để Nam nói luôn một cái điều đó là khi mà chúng ta viết viết bài
thì chúng ta sẽ nên là viết tất cả các từ khóa này thành một cái bài viết, hay là chúng ta giả sử chúng ta mấy cái từ này chúng ta mỗi từ khóa là viết một bài, hay là chúng ta sẽ viết cùng một bài thôi, thì lát nữa chúng ta sẽ được giải đáp cái điều đấy nhé. Đấy, nếu như mà từ khóa chính này Nam mà viết ra một cái bài viết riêng thì Nam sẽ cho cái đường link nội bộ về cái bài viết trụ cột đấy nha. Đấy. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen một cái từ khóa semantic. Đấy, cái từ khóa semantic là một cái từ khóa mà rất là hay và buộc chúng ta phải nghiên cứu. Đấy, buộc phải nghiên cứu. Từ khóa semantic không phải là từ khóa mà khách hàng tìm kiếm giống như từ khóa chính hay từ khóa phụ đâu. Từ khóa semantic là cái từ khóa mà giúp cho Google xác định được cái thực thể hoặc là chủ đề của bài viết đó. Đấy. Ví dụ như là cái phần là ví dụ như thực thể là apple, cũng là một cái từ là apple có nghĩa là quả táo đúng không? Nhưng apple cũng có thể là một cái công ty điện thoại, cũng là công ty điện thoại đúng không? Công ty sản xuất điện thoại. Vậy thì nếu như trong một cái bài viết đó mà chúng ta nhắc đến cái từ như là trái cây, ngọt hay là chua, đúng không? Thì chúng ta biết rằng là thì Google sẽ biết rằng là cái Apple này là đang nói về cái quả táo, đúng không? Như vậy Apple là một loại trái cây. Đấy. Nhưng mà nếu như mà cũng một cái thực thể là Apple, đấy, nhưng mà trong cái bài viết đó cũng là một bài viết, cũng một bài viết tối ưu sao với từ Apple, cũng nói về Apple, nhưng mà trong đó lại có những cái từ về điện thoại, từ hệ điều hành, dung lượng, màn hình cảm ứng, thì Google sẽ hiểu là cái nội dung này là đang nói về một cái thương hiệu Apple là điện thoại, được chưa? Tiếp tục là một cái ví dụ khác, một cái ví dụ khác, ví dụ như là một cái chủ đề, một cái bài viết nói về chủ đề là cách SEO website lên top Google, thì trong một cái chủ đề đó nó chắc chắn là nó phải có những từ như là từ khóa, như là cạnh tranh, như là đối thủ, như là truy cập, như là trải nghiệm người dùng, như là nội dung chất lượng, vân vân. Nó phải có chứa những từ khóa đó thì cái bài viết này Google mới cho rằng là đây là một bài viết mà cung cấp được nhiều cái thông tin hữu ích cho người dùng, bao gồm có thông tin về từ khóa, thông tin về cạnh tranh, thông tin về đối thủ, thông tin về truy cập, thông tin về trải nghiệm người dùng và thông tin về nội dung chất lượng, vân vân. Thì thông qua đó thì Google hiểu rằng là đây là một bài viết tốt và đáng để Google đưa lên top, được chưa? Thì như vậy cái từ khóa semantic là nó không phải là một cái từ khóa mà của người dùng tìm kiếm, nó không phụ thuộc vào cái việc là người dùng tìm kiếm ở trên Google, nhưng nó sẽ phụ thuộc vào cái ngữ nghĩa, cái ngữ cảnh, ngữ cảnh của cái việc đó. Đây Nam nói về ngữ cảnh, dịch là ngữ cảnh thì hay hơn. Đấy, nó giúp cho Google hay là ai đó hiểu được cái ngữ cảnh. Ví dụ như bây giờ chúng ta bảo là một cái nơi mà có đền đô, một nơi mà có đền đô, nơi mà có nhiều vị vua triều Lý, nơi mà gần Hà Nội, cách Hà Nội chỉ khoảng 30 cây, ví dụ như vậy. Không có tính toán ở ở Bắc Ninh, ví dụ như vậy. Hay là nếu như ai đó nói rằng là một nơi mà có nhà thờ Đức Bà, một nơi mà có bến Nhà Rồng, một nơi mà Nguyễn Tất Thành đã đi tìm đường cứu nước, thì bắt đầu người ta tôi hiểu rồi, đó bạn đang nói về Hồ Chí Minh, kiểu kiểu như vậy. Thì thông qua cái toàn bộ cái sơ đồ, cái tiêu đề H1, H2, H3, H4 để chúng ta nói về cái chủ đề đó, thì ngoài ra thì chúng ta phải nhắc đến những cái từ khóa đó thì Google mới hiểu rằng là cái chủ đề chúng ta đang nói là những cái chủ đề về đúng cái chủ đề đó, nó không bị lệch, đúng không? Và Google hiểu là chúng ta đã mang lại cho người dùng rất là nhiều cái nội dung hữu ích và liên quan giá trị, được chưa? Như vậy là chúng ta đã hiểu về từ khóa chính, từ khóa phụ và từ khóa semantic về mặt định nghĩa, đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ bàn đến cái việc là gom nhóm từ khóa. Thì chúng ta có hai cái cách gom nhóm. Thứ nhất là theo cái thuật toán cũ thì chúng ta sẽ gom nhóm theo từ ngữ và theo năm 2024 khi mà có AI rồi, và mọi người sẽ tìm kiếm bằng bằng cách là bằng âm thanh đấy, bằng tìm kiếm bằng giọng nói, tìm kiếm bằng giọng nói, thì Google sẽ cần sẽ biến cái giọng nói, cái đoạn giọng nói đó thành một cái câu ngắn gọn, và sau đó là Google tìm kiếm cho mình. Thì cái việc mà Google biến cái câu dài của chúng ta thành một cái câu ngắn
để Google tìm kiếm đó, thì Google sẽ chắt lọc lại cái ý định tìm kiếm. Đấy, ví dụ chúng ta sẽ gõ vào Google là hãy tìm cho tôi một chiếc một cái nơi mà làm rèm cửa thật là uy tín tại quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Ví dụ như vậy. Tôi nói một câu rất là dài như thế, nhưng mà Google nó sẽ lọc ra được một cái ý, đó là người này đang cần tìm một cái công ty lắp rèm tại quận 5. Đấy, ví dụ như vậy. Thì khi đó thì cái ý định đó quan trọng hơn là cả một cái câu dài như vậy, và Google đang rất là ưu tiên cho những người cho những cái kết quả tìm kiếm mà phù hợp với ý định của người tìm kiếm. Được chưa? Và khi mà Nam hiểu được điều này thì cách gom nhóm của Nam là sẽ như thế này. Nam sẽ đưa tất cả những cái từ mà có cùng ý định, những cái từ mà có cùng ý định cho một nhóm. Nếu mà khác ý định thì Nam sẽ tách ra một nhóm khác. Được chưa? Ví dụ như tất cả những từ khóa ở đây, trước khi mà Nam cho một nhóm như thế này, như các bạn cũng vừa thấy đó, Nam phải xem là nó có cùng ý định tìm kiếm với người dùng hay không. Rèm cuốn chống nắng là một cái từ rất là chung chung đúng không? Người này chỉ cần là rèm cuốn chống nắng thôi, và đi vào thì người ta mới chọn tiếp. Có những người thì người ta cần là rèm cuốn chống nắng phải ngoài trời cơ. Rèm cuốn chống nắng phải ngoài trời cơ. Vậy thì nếu như mà một cái kết quả tìm kiếm mà không nói được lên là rèm cuốn chống nắng ngoài trời, mà toàn là rèm cuốn chống nắng ở trong nhà thôi, ví dụ như vậy, thì nó sẽ không cùng với ý định tìm kiếm của người dùng. Đấy. Thì bây giờ chúng ta thử tách, vì là Nam không phải là làm trong cái ngành rèm, thì tất cả những gì mà Nam đang nói cho các anh chị em để các anh chị em hiểu, thì bây giờ giả sử như cái từ là ngoài trời này, đó, Nam bảo là cái ông ngoài trời này là cái ông mà không không cùng ý định với những người tìm kiếm cái từ là rèm chống nắng, vì cái ông này nó hơi đặc thù, ví dụ như vậy, thì Nam sẽ đưa tất cả những ông nào mà ngoài trời á ra một nhóm riêng, đúng không? Đấy, xem ông nào ngoài trời nữa không. Rồi cái ông mà rèm văn phòng, giả sử như ông này, ông tôi Nam bảo là cái ông này ông ấy văn phòng thì sẽ cần những loại rèm phù hợp với văn phòng. Còn nếu mà trong nhà thì sẽ có những loại rèm khác. Và nếu như bây giờ cái ông văn phòng này mà lại cho đọc một cái bài về gia đình hay là bài về rèm biệt thự thì rất có thể là ông này ông sẽ không hài lòng. Cho nên là nếu như Nam cảm thấy ý định của họ khác, ngữ cảnh họ khác, thì Nam sẽ không ngại, không ngần ngại việc là tách ra thành những nhóm riêng. Đấy, mọi người đã rõ chưa nhỉ? Ở đây nó có một số cái nữa này, như là rèm cửa sổ, những ông nào mà cửa sổ đây này. Còn một số ông ở đây là cửa chính này. Có thể là ông này chỉ quan tâm đến những cái loại rèm mà có thể người ta đi vào cửa chính cơ. Nhá. Có một số ông thì lại muốn là cái rèm nào mà nó phải phù hợp với lại để ở ban công cơ. Nếu như bây giờ Nam thấy là mỗi ông như thế này một một ý, giống như một cái cuộc họp mà mỗi người một ý, thì thôi tách riêng ra, ông nào cùng một ý thì ngồi ở một phòng, còn ông nào mà có ý khác thì ngồi một phòng, như vậy là đỡ cãi nhau, kiểu kiểu như thế. Đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ có những cái nhóm như thế này. Nếu mà chúng ta tư duy như vậy, mặc dù là có đưa hết vào đây từ khóa chính từ khóa phụ rồi đó, nhưng mà chúng ta cần phải xem lại. Thì đây là cái cách mà Nam làm, Nam chia ra thì để cho không bao giờ có chuyện là một cái người nào đó mà người ta phải đọc một thông tin mà họ không cần. Đấy, chúng ta hiểu chỗ này không ạ? Chúng ta có hiểu chỗ này không ạ? Các anh chị em hiểu thì hãy gọi cho Nam chữ hiểu được không ạ? Các anh chị em có thắc mắc gì chỗ này không? Chúng ta sẽ dừng lại đặt câu hỏi giải đáp chỗ này đi. Các lĩnh vực khác thì chúng ta cũng làm tương tự nhé. Các lĩnh vực khác thì chúng ta cũng làm tương tự nhé. Nam thấy là các anh chị em gửi cho Nam rất là nhiều từ khóa, nhưng mà vì thời lượng thì có hạn đấy, và mục đích của Nam là khi mà đưa những cái từ khóa ra như thế này để cho các anh chị em xem, thì cũng chỉ mục đích là để các anh chị em hiểu được, để rồi các anh em tự kiểm tra được trong cái ngành của mình, tự kiểm tra được trong cái ngành của mình, chứ không phải là các anh chị em đợi Nam làm thì các anh chị em mới có. Bây giờ Nam sẽ thử xem một cái từ khóa tiếp theo nhé. Từ khóa này thì nhâm sâm hòa tan, có thể là Nam cũng đang quan tâm đến cái sản phẩm này đấy, vì trong quá trình mà nói chuyện với các anh chị em như thế này cũng sẽ khá là tốn tham tốn tốn sức khỏe đấy.
Nếu mà có một cái loại để hỗ trợ, ví dụ nhân sâm, thì cũng là một cái thực phẩm tốt, rất là cần nếu như đó là một cái loại chất lượng, ví dụ như vậy. Cột tren là trong một năm qua đấy, cột tren là trong một năm qua đấy. Thì cái nhân sâm hòa tan này là từ khóa mà không có nhiều người tìm kiếm nhé. Mặc dù là đây nó hiển thị là ham 60, nhưng mà cái trend này cho thấy là cái lượng tìm kiếm chỉ có lên đỉnh điểm ở đây là khoảng tầm 1.000 đấy. Nó không chính xác được, đối với IGTP nó không chính xác được. Nhưng mà hiện nay thì cái lượng tìm kiếm ở đây nó rất là thấp. Nếu mà dùng Google Ads để ta tìm thì chúng ta sẽ có con số chi tiết hơn. Đấy, như vậy là cà nhân sâm hòa tan thì sao đây, nếu người ta gõ để thăm xem nào. Đây có đến đến có đợt là cao nhất 1.900, nhưng thực tế thì hiện nay người ta chỉ tìm có đâu đó 100, có 50 đến 140, rất là ít. Nhưng mà chúng ta sell thì vẫn được, nhưng mà đối với từ khóa mà Nam thấy là nó tìm kiếm nó ít như thế này thì động lực để Nam xem là nó cũng